Cuối giờ chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến chủ trì họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 với các sở ngành, quận, huyện để tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn. Tình hình chống dịch tại các khu công nghiệp là nội dung tiếp tục được nhấn mạnh tại cuộc họp. Theo CDC Đà Nẵng, hiện nay, các lực lượng chức năng đang tập trung triển khai phương án chống dịch tại các khu công nghiệp, nhất là các chuỗi nguy cơ cao liên quan đến công ty Matrix, công ty Thuận Phước và công ty Mabuchi. Nhiều ý kiến đề nghị chủ doanh nghiệp cần mạnh tay triển khai các giải pháp khoanh vùng, cách ly trong đơn vị nhằm cắt đứt nguồn lây cũng như bảo đảm vấn đề sản xuất ở các phân xưởng, bộ phận khác. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố cũng đã thành lập nhiều đoàn giám sát trực tiếp tại các cụm doanh nghiệp này để có chỉ đạo chống dịch kịp thời. Các địa phương đang là điểm nóng gồm quận Sơn Trà và Liên Chiểu đề xuất nâng cấp độ dịch tại một số khu vực, đồng thời đề nghị ngành y tế thành phố hỗ trợ thêm về vấn đề chuyên môn để sớm kiểm soát các ổ dịch trên địa bàn. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến nhấn mạnh, với các biện pháp được triển khai hiện nay cùng với tỷ lệ xét nghiệm, tình hình dịch cơ bản được kiểm soát, tuy nhiên cần lưu ý số ca nặng. Đề nghị các địa phương rà soát và hoàn thành công tác tiêm chủng trước ngày 5 tháng 1 năm 2022, tránh để sót các trường hợp chưa tiêm. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị ngành y tế các địa phương khẩn trương phối hợp triển khai điều trị F0 tại nhà, đồng thời chủ động triển khai quyết liệt các biện pháp dập dịch, tránh để các ổ dịch nguy cơ cao bùng phát và kéo dài. Những địa phương mà có cái điểm nóng nhiều thì tôi đề nghị là các đồng chí lãnh đạo quan tâm đặc biệt trong công tác chỉ đạo và phối kết hợp với các cái điểm, các ngành ở thành phố cũng như của địa phương để chúng ta xử lý dứt điểm các cái ổ dịch với một cái tinh thần là không để các cái ổ dịch dây dưa với một cái thời gian quá lâu. Không nói thì bây giờ là công cụ chúng ta có rồi, kinh nghiệm thì cũng đầy rồi, chỉ còn cái là có thể là anh em cũng quá mệt qua một thời gian về làm việc thì thôi, bây giờ chúng ta cũng phải cố gắng thôi để mà tập trung dập những cái ổ dịch đó. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị Sở Y tế sớm tham mưu cho thành phố về việc tổ chức các hoạt động sự kiện lớn cuối năm. Quan điểm vẫn là hạn chế tối đa tập trung đông người, xây dựng kế hoạch tiêm nhắc lại mũi 3 vaccine phòng COVID-19.